Xin chào các em, hôm nay âm nhạc 7, chúng ta học tiết 26, ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2. Chúng ta sẽ ôn tập hai nội dung, bài hát và tập một nhạc. Cho em một chiếc áo dài, cho em đi mùa xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra ngồi lại chào mẹ cha, hàng lụa là thơm dáng tiểu thư. Xin cho em một chiếc áo mơ. Cô mời chúng ta luyện thanh thang âm đô. Bây giờ mình cùng hát lại bài hát Đi cắt lúa dân ca Hợp Rê và bài hát Khúc ca bốn mùa nhạc sĩ Nguyễn Hải. Thank you.
Bây giờ mình hát thuộc lòng và kết hợp vỗ tay bài đọc nhảy số 6 và số 7. Xong hai bài hát và hai đọc nhạc. Ở nhà mình nhớ dành thêm thời gian để luyện hát và vỗ tay cho thật chính xác. Tuần sau mình sẽ kiểm tra một tiết.